Thưa quý vị, tiếp nối theo gia đình chọn sầu riêng làm cây trồng chủ lực thay vì cây lúa, loại cây trồng chính vốn có của mảnh đất Bào Đồn, ông Phan Huệ Thịnh, giám đốc hợp tác xã cây ăn trái Bào Đồn, huyện Gò Dầu đã thu lại hiệu quả kinh tế từ 700 đến 900 triệu đồng một hecta một năm, lợi nhuận gấp 20 đến 30 lần so với năng suất cây lúa. Song song đó, ông bắt tay cùng với các xã viên hợp tác xã cùng nhau làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Thành lập từ năm 2020 với 32 thành viên sản xuất trên 40 hecta, chủ yếu là sầu riêng, hợp tác xã cây ăn trái Bào Đồn đã ngày càng khẳng định vai trò tập hợp liên kết những người trồng sầu riêng. Đến nay, hợp tác xã đã mở rộng diện tích lên 115 hecta với 62 thành viên. Điều này nhằm tạo nên chuỗi liên kết đầu tư, hướng dẫn và cùng nhau trao đổi kỹ thuật trồng sầu riêng, tổ chức thu mua bao tiêu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tìm thị trường đầu ra bền vững. Tham gia vô chương trình của hợp tác xã cây ăn trái Bào Đồn của anh Thịnh á, mình thấy cũng có nhiều cái lợi ích, giống như liên kết giao lưu được với nhiều anh em kỹ thuật, rồi những cái công ty thuốc, rồi những cái hội thảo để nắm bắt được cái kỹ thuật và cái công nghệ hiện đại bây giờ thì mình làm canh tác tốt hơn. Nói chung bà con ở Bào Đồn này là nhờ cái sầu riêng mà giàu lên. Thu nhập thì nói chung mấy năm nay là ổn định, tốt, từ 800 tới 1 tỷ trên 1 hecta. Địa lý thuận lợi, thổ nhưỡng phù hợp, chăm sóc tốt cùng sự nhạy bén khi áp dụng khoa học kỹ thuật, trái sầu riêng Bào Đồn không chỉ ngon, sạch, mà các vườn sầu riêng của hợp tác xã đều cho trái đạt yêu cầu, kích cỡ đồng đều, chất lượng không thua nơi nào. Cái mô hình hiệu quả là trên cơ sở là ảnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Thì ở đây ảnh có áp dụng cái công nghệ cao như là máy phun thuốc, máy bay mà không người lái. Thứ hai nữa là hệ thống tưới tự động. Mô hình của ảnh thì sản phẩm đưa ra thì cũng đã đăng ký và đạt chuẩn OCOP, cũng đăng ký cái mã số vùng trồng để xuất khẩu. Và ảnh cũng đăng ký cái mã QR để mà làm nhãn hiệu sầu riêng. Thì cái này từ cơ sở đó thì cái người tiêu dùng thì người ta truy xuất được cái nguồn gốc xuất xứ của cái quả sầu riêng. Hợp tác xã cây ăn trái Bào Đồn đã ký kết hợp đồng với các công ty thu mua trái cây với giá cả ổn định. Trong năm 2023, tổng số lượng sầu riêng liên kết tiêu thụ đạt gần 61 tỷ đồng trên 45 hecta. Ngoài ra, hợp tác xã ký hợp đồng cho một doanh nghiệp xuất khẩu cây ăn trái, đặc biệt là trái sầu riêng. Hiện tại, trái sầu riêng của hợp tác xã đã có mặt tại các cửa hàng, hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Mình đã mở được những cái đại lý cấp 1 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng và những cái tỉnh lân cận khác. Và đi song song đó thì mình cũng xây dựng một cái thương hiệu riêng cho hợp tác xã để mình củng cố được cái vai trò, để cái thứ nhất là liên kết, cái thứ hai là mình sẽ tiến tới là tự mình để xuất khẩu. Chính khát vọng vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương và tinh thần chia sẻ cộng đồng, ông Phan Hoài Thịnh đã dẫn dắt hợp tác xã cây ăn trái Bào Đồn từng bước phát triển, khẳng định vai trò. Minh chứng rõ nét nhất chính là thu nhập của xã viên và các hộ nông dân trồng cây ăn trái đã từng bước cải thiện, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, góp phần cùng địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.